Tin nông nghiệp, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, từ đầu mùa vải đến nay đã có hơn 11.000 tấn trái vải của các địa phương Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, trị giá gần 6 triệu đô la Mỹ. Như vậy, tuy chưa vào chính vụ vải thiều, nhưng quả vải tươi của Việt Nam xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai nhiều hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 2.000 tấn. Các lô hàng vải tư được thông quan nhanh bằng việc ưu tiên cho những xe chở thông quan vào đầu giờ mở cửa khẩu nhằm hạn chế thấp nhất hư hỏng và ủng tắc mặt hàng này.